Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thủ đô ngày mới được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, giao thông xanh là hình thức sử dụng các phương tiện di chuyển, hạn chế thải khí CO2 và các loại khí thải độc hại khác ra môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Theo đó, người tham gia giao thông sử dụng xe đạp, xe máy, ô tô điện, xe chạy bằng khí nén, CNG hoặc xe sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió chính là tham gia giao thông xanh. Xây dựng giao thông xanh, phương tiện thân thiện với môi trường có thể nói là một giải pháp hữu hiệu nhằm giúp cải thiện môi trường sống, hướng tới những giá trị phát triển bền vững trong tương lai. Tại Hà Nội những năm gần đây thì việc phát triển giao thông xanh được xem là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đô thị bền vững. Đặc biệt, thành phố đã đề ra chương trình và lộ trình cụ thể cho việc phát triển giao thông xanh trong giai đoạn 2025-2030. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, từ năm 2008 đến nay, thành phố Hà Nội liên tục nằm trong nhóm 500 thành phố có nồng độ bụi mịn trung bình năm cao nhất thế giới. Năm 2022, thống kê số lượng phương tiện giao thông tại thành phố Hà Nội tiếp tục giữ mức tăng từ 4 đến 5% một năm, với tổng số 7,78 triệu phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố, trong đó có hơn 1 triệu ô tô và hơn 6,5 triệu xe máy, chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác tham gia giao thông tại thành phố Hà Nội. Đi kèm với tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí từ khí thải phương tiện cũng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa tới môi trường, sức khỏe người dân thủ đô. Điều đó cho thấy quá trình đô thị hóa đang tỷ lệ thuận với ô nhiễm không khí nghiêm trọng, gây ra những hiểm họa đối với sức khỏe nhân dân. Cái số lượng phương tiện giao thông, đặc biệt là phương tiện giao thông đường bộ, có thể là ô tô, xe máy, phương tiện cá nhân ấy, đang tăng lên rất là nhanh. Do cái nhu cầu về mặt kinh tế cũng như là nhu cầu về của đi lại của cá nhân. Các cái loại phương tiện này thì kể cả là những cái phương tiện mà sản xuất ở trong nước cũng như là nhập khẩu thì đều được nghiên cứu đạt được những cái chất lượng về khí thải cũng như là tiêu hao nhiên liệu rất là tốt. Tuy nhiên thì theo cái điều kiện vận hành cụ thể ở từng quốc gia, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn thì cái điều kiện giao thông ở Việt Nam nó cũng có những cái nét đặc trưng riêng. Dẫn đến là những cái phương tiện này thì thường khi hoạt động ở điều kiện cụ thể Việt Nam ấy, thì sẽ có cái tính năng kinh tế nó sẽ bị giảm sút đi một chút. Do ví dụ như là cái điều kiện giao thông của chúng ta thì thường là đường thì là tắc này, rồi là thường xuyên gặp đèn xanh đèn đỏ, đặc biệt ở khu vực thành phố. Đấy. Cho nên là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu thì thường là sẽ cao hơn so với cái con số mà nhà sản xuất đưa ra, cũng như là cái mức độ phát thải độc hại thì cũng tăng hơn rất là nhiều lần do cái điều kiện vận hành thực tế. Trước thực trạng này, thành phố Hà Nội đã có những đổi mới trong việc phát triển giao thông xanh. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đô thị bền vững. Đặc biệt, thành phố đã đề ra chương trình và lộ trình cụ thể cho việc phát triển giao thông xanh trong giai đoạn 2025-2030, với việc đầu tư mới toàn bộ xe buýt công cộng hoặc thay thế xe cũ phải sử dụng năng lượng xanh. Các tuyến xe buýt điện với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống vé điện tử văn minh hiện đại đã được ra mắt và đưa vào sử dụng. Cùng với đó là việc triển khai thí điểm dự án xe đạp đô thị phục vụ người dân tại một số quận trung tâm, đã cho thấy sự liên kết trong mạng lưới giao thông công cộng, tạo nên môi trường giao thông văn minh tiện lợi với chi phí hợp lý. Đây là bước phát triển của mạng lưới xe buýt thủ đô và là một điểm sáng của giao thông đô thị thủ đô khi tạo ra một bước ngoặt mới trong quá trình xây dựng hệ thống giao thông xanh. Trên thế giới thì cái xu thế dần dần dịch chuyển từ phương tiện ô tô hay là xe máy chạy bằng năng lượng hóa thạch chuyển sang năng lượng điện thì ngày càng tăng. Thậm chí có những quốc gia ở châu Âu thì hiện nay cái lượng xe điện bán ra hàng năm nó đã thậm chí là cao hơn lượng xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch bán ra trên thị trường. Và rõ ràng thì đây không chỉ là xu thế nữa mà nó đang hiện thực hóa cái vai trò và có thể nói rằng vai trò ngày càng quan trọng và thậm chí là sẽ thực sự dần dần sẽ chiếm lĩnh được cái thị trường phương tiện đi lại. Kể từ khi vào vận hành, các tuyến xe buýt điện đã góp phần kết nối hệ thống vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội. Khi số lượng hành khách sử dụng có xu hướng tăng cao, với tần suất hoạt động của các tuyến từ 15 đến 20 phút một chuyến, xuyên suốt từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày trong hệ thống giao thông công cộng chung của thành phố, các tuyến xe buýt điện đã kết nối các khu vực đông dân cư và các điểm thu hút như trường học, bến xe, khu đô thị, khu vui chơi giải trí và điểm trung chuyển xe buýt lớn cũng như tuyến đường sắt đô thị 2A. Các tuyến xe có nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống điện tử văn minh hiện đại, góp phần không nhỏ trong xây dựng mạng lưới giao thông công cộng xanh, thân thiện với môi trường.
Tôi thấy là cái buýt điện này nó rất là tiện lợi, bởi vì các điểm đi cũng rất là thiết thực, xe chạy rất là êm vì là điện này. Và tôi cũng đã từng đi buýt thường rồi, thì cái buýt thường ấy thì là chạy xăng ấy, thì đôi khi là có mùi. Còn với buýt điện thì hiện tại thì tôi thấy là không có mùi gì cả, đi xe rất là êm, không khí thoáng, sạch sẽ. Con thấy rất là mát và mọi thứ đều rất là rộng rãi ạ. Con cảm thấy rất là thích cái chiếc xe này ạ. Song song với việc đầu tư xây dựng và khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng mới, Hà Nội cũng tích cực triển khai các giải pháp hữu ích nhằm tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Với cách thức khá đơn giản, chỉ cần thông qua phần mềm quản lý V-Share, người dùng có thể sử dụng xe điện hai bánh miễn phí để kết nối hành khách đi xe buýt BRT. Mục tiêu của mô hình nhằm hình thành thói quen sử dụng các phương tiện giao thông xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân, đồng thời kết nối đầu cuối các phương tiện vận tải hành khách công cộng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ loại hình giao thông công cộng. Đây cũng là một trong những giải pháp chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 của thủ đô. Việc mà phát triển cái giao thông công cộng thì rất là hữu ích, vì là cái nhu cầu sử dụng xe cá nhân hiện nay rất là lớn, nên là tôi cũng thường xuyên ra vào các khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên là cái việc mà mình đi bộ một cái đoạn là khá là dài để đến các phương tiện công cộng đấy thì cũng khá là mất thời gian, và đặc biệt là trong cái điều kiện khí hậu ở Việt Nam đôi lúc thì mưa nắng thất thường, cũng không phải lúc nào cũng thuận tiện. Thế nên là cái việc mà cho thuê các cái loại phương tiện giao thông công cộng, trong đó tập trung vào các loại xe máy điện và xe đạp điện, rất là hữu ích cho người dân trong cái việc kết nối giữa người dân với các cái tuyến giao thông công cộng này. Chuyển đổi xanh có thể thấy là xu thế của toàn cầu, không chỉ của riêng Việt Nam hay Hà Nội, bởi giao thông vận tải là một trong những hoạt động chủ yếu phát sinh khí nhà kính, đứng thứ ba so với các ngành khác như ngành năng lượng, ngành nông nghiệp. Tỷ lệ khí phát thải trong giao thông là xấp xỉ 20%. Thực tế cho thấy những giải pháp giảm phát thải trong giao thông đã mang lại những hiệu quả tích cực. Và với giao thông xanh công cộng được xác định là trụ cột. Ngoài ý nghĩa là bảo vệ môi trường, phát triển giao thông xanh đòi hỏi phải thay đổi thói quen về tham gia giao thông công cộng để giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, sự cố. Theo quyết định 876 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải. Từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh. Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội đạt từ 45-50%. Thực hiện quyết định trên cùng với các cấp, sở, ngành của thành phố, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội cũng đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ mạng lưới vận tải hành khách công cộng, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu nhằm phát triển giao thông xanh của thành phố. Chúng tôi sẽ có những cái điều hòa hợp lý cái mạng lưới của chúng tôi để đảm bảo làm sao tăng tính kết nối của hệ thống cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ hành khách để góp phần cho cái việc là thu hút thêm ngày càng nhiều cái hành khách và người dân tham gia vận tải công cộng để giảm thiểu cái phương tiện cá nhân và ô nhiễm môi trường. Mạng lưới được hoàn thiện một cách tích cực, hợp lý hơn, mức bao phủ rộng rãi hơn, các phương tiện cũng được thay đổi nhiều hơn, có những phương tiện mới, phương tiện sạch ngày càng đưa vào. Loại hình mới cũng được đưa vào, đó là cái xe buýt điện, xe CNG, rồi đường sắt đô thị. Sở Giao thông Vận tải cũng đang chỉ đạo rất nhiều các cái hoạt động cho trung tâm giao thông công cộng, đặc biệt là những cái hệ thống có ứng dụng công nghệ, và nó sẽ mang lại những cái chuyển biến rất tích cực. Với cái hình thức như vậy thì chúng tôi cho rằng là từng bước thì nhân dân sẽ được tiếp cận những cái dịch vụ mới, thuận tiện hơn, văn minh hơn. Có thể nói để phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thị thành, Hà Nội đã đi đúng hướng với việc đẩy mạnh giao thông xanh. Tuy nhiên thực tế vẫn còn không ít rào cản trong việc thực hiện lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, đòi hỏi cần có những chính sách có tính sáng tạo, đổi mới trong việc vận hành, triển khai các mô hình giao thông xanh, tạo sự thuyết phục để người dân chủ động chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng nói chung và phương tiện giao thông xanh nói riêng. Thưa quý vị, hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động thường niên được thành phố Hà Nội tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, hoạt động này không chỉ là phong trào thu hút được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân, mà còn dần trở thành một nét đẹp trong đời sống xã hội của người dân thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung. Và với tinh thần hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, thời gian qua, nhiều hoạt động tuyên truyền vận động và hiến máu đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Qua đó hàng nghìn, hàng triệu đơn vị máu thu được đã góp phần hỗ trợ, cứu sống những bệnh nhân cần được truyền máu. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện, mỗi năm nước ta cần số đơn vị máu tương đương với khoảng 2% dân số, tức là khoảng 1,8 đến 1,9 triệu đơn vị máu. Máu rất cần cho điều trị và cấp cứu người bệnh hàng ngày, cũng như là nguồn dự phòng quan trọng các tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm họa. Thống kê sơ bộ cho thấy, mỗi giờ cả nước có hàng trăm người bệnh cần truyền máu vì bị mất máu do chấn thương, tai nạn, hoặc mất máu vì các bệnh liên quan tới máu. Xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động hiến máu tình nguyện, cùng với các địa phương trên cả nước, thành phố Hà Nội đã thường xuyên tham gia và tổ chức chương trình lễ hội hiến máu lớn như Ngày Toàn dân hiến máu mùng 7 tháng 4, lễ hội Xuân Hồng, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu 14 tháng 6. Ngay khi được tổ chức, các chương trình hoạt động đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thì đây là một cái nội dung mà chúng tôi cho rằng là rất là ý nghĩa để chúng tôi tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là kêu gọi sự chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ban ngành cùng với các cấp hội, các ban chỉ đạo của thành phố và của quận huyện, thị xã phường để tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của những người mà có điều kiện giúp đỡ, tạo điều kiện để hiến những giọt máu để cứu những bệnh nhân đang khó khăn. Với anh Đỗ Hữu Đạt ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, việc tham gia phong trào hiến máu tình nguyện là việc làm vô cùng ý nghĩa và là cách để anh được cùng với cộng đồng, xã hội chung tay góp sức giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần máu để điều trị. Tôi nhớ không nhầm thì là khoảng tầm 13-14 gì đấy, và lý do tham gia hiến máu của mình ở đây là góp phần vào cái việc cứu chữa cho những bệnh nhân và mắc cái bệnh liên quan đến đường máu. Qua cái phong trào hiến máu tình nguyện này, cũng mong muốn người dân tích cực tham gia vào cái hoạt động tình nguyện, đặc biệt là cái việc hiến máu tình nguyện cho những người gặp khó khăn và những người mà gặp cái bệnh liên quan đến máu. Và hy vọng là đối với cả tuổi trẻ thì ngày càng phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện và đi đầu trong cái công tác hoạt động tình nguyện nói chung cũng như là cái hoạt động hiến máu nói riêng của chúng ta. Còn với chị Đặng Hồng Khanh, ngay khi biết thông tin về chương trình hiến máu tình nguyện ngày hôm nay, chị đã ngay lập tức sắp xếp công việc để đến tham gia hiến máu. Cuộc sống bây giờ thì cũng có rất nhiều người có những cái bệnh mà hiểm nghèo, cần đến những cái giọt máu của những người khỏe mạnh, nên là mình cảm thấy là mình có một chút gọi là đóng góp cho xã hội. Mọi người hãy cố gắng chung tay vì cộng đồng, vì sức khỏe của những người bệnh. Có thể cho đi được thì mình sẽ cho đi để nhận lại được những cái yêu thương. Hưởng ứng phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023, ngay từ đầu tháng 4, tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động. Số lượng máu thu được đã kịp thời đóng góp vào nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh cho người bệnh cần máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố cũng đã ban hành hướng dẫn tới Ban chỉ đạo vận động các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thành viên để triển khai thực hiện hiệu quả. Các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, tình nguyện viên, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Chúng tôi cho rằng là đấy, đó là cái sự tâm huyết, cái nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của các tầng lớp công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thủ đô tham gia rất là tích cực. Và chúng tôi chưa kịp ban hành kế hoạch từ tháng 3 và họ đã yêu cầu là đề nghị là ban hành kế hoạch để triển khai xuống cơ sở để họ bố trí thời gian, nhân lực để tham gia cùng với chúng tôi thực hiện cái hiến máu cứu người. Có thể thấy mỗi giọt máu hồng được hiến tặng đều xuất phát từ tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các tầng lớp nhân dân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của từng người dân đối với cộng đồng và xã hội. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.